bao đời nay, những đứa trẻ sinh ra ở làng Phú Hòa Đông dường như quen thuộc với những chậu gạo trắng ngâm trong nước cùng với mùi chua chua ngai ngái của nó. Rồi ngày nào cũng vậy, khi bếp đỏ lửa, nước trong nồi đủ độ nóng, thì dáng bà, dáng mẹ, dáng chị, mồ hôi nhễ nhại, luôn tay mãi miết để những tấm bánh tráng liên tục nằm trên vỉ, rồi được mang ra phơi giữa nắng trở nên trong vắt, thơm mùi gạo với nắng và gió. Chị Hồ Quế Châu là thế hệ thứ ba trong gia đình làm nghề bánh tráng. Chính tình yêu, sự trân quý với nghề từ các thế hệ đi trước để lại đã ngấm vào tâm thức, khiến chị yêu và gắn bó với nghề hơn 20 năm. Bà xem nghề bánh tráng như hơi thở của cuộc sống, cần được giữ gìn và luôn tự hào khi nhắc về nó. Ngày nào cũng tráng vậy đó, cảm thấy là thói quen á, tráng ít tráng nhiều cũng được, tráng. Ta không tráng khi thức dậy cũng phải thức dậy, đốt lửa bập bùm riết quen hay sao á. Nghề tráng bánh truyền thống đòi hỏi thức khuya dậy sớm để làm mọi công đoạn, từ ngâm gạo, xay bột, tráng bánh, phơi khô. Bên cạnh sự kiên trì cần mẫn, còn đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay mà không một người thợ tráng bánh thủ công nào không có. Và điều đặc biệt nhất, có lẽ nhờ dòng sông Sài Gòn với nguồn nước ngọt quanh năm mà những người dân Phú Hòa Đông ở Củ Chi đã tạo ra những chiếc bánh tráng rất đặc trưng, hương vị đặc biệt không lẫn với các nơi khác. Khách du lịch trước khi ta đến mảnh đất nào ta cũng muốn tìm hiểu dân cư đây sống bằng nghề gì, có đặc sản gì không, thì đương nhiên thì mình sẽ giới thiệu ở đây là bánh tráng, xuất khẩu bánh tráng, sinh sống bằng nghề bánh tráng cũng có, thì người ta sẽ tò mò ghé vô tham quan để sao coi cách tráng truyền thống. Ngày nay làng nghề đã có nhiều thay đổi, những chiếc bánh được làm ra với số lượng nhiều bởi máy móc hiện đại. Tuy nhiên, bánh tráng Phú Hòa Đông dù sản xuất theo phương thức truyền thống hay trên dây chuyền công nghệ đều có sự vất vả, tính kiên trì và sự khéo léo của người thợ. Chiếc bánh làm ra với hương vị đặc biệt không phải nơi đâu cũng có được. Đó có thể là do nguồn nước của sông Sài Gòn chảy qua, của hạt lúa dẻo thơm vùng đất thép, những đam mê trăn trở của người thợ làng nghề và của cả những con người vẫn ghiền vị bánh tráng xưa.